Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay giao lưu cùng anh em một cái cù túc nha anh em. Cù túc đọt đỏ nè, miền Trung em gọi là cây sọp á nha anh em. Cây mà nó hàng siêu khủng nè. Cái này nó mọc trên một cái tảng đá. Nó thông rễ xuống nó gói nguyên hòn đá. Cây này dao động nặng còn cỡ 10 tấn nha anh em. Hòn đá chắc cỡ 6 7 tấn rồi. Cây có quanh gốc hoành gốc anh em đo ngang cái điểm này nè nha anh em. Hoành bề này nè. Đó, là hoành ở dưới này, hoành trên đây là 700 này, hoành dưới này là tầm 800. Còn chiều cao là rơi vào dao động đó thì khoảng tầm 4 mét nha anh em. Một cù túc nha anh em nha. Túc đột đỏ nha anh em. Anh nó đứng đòn có chút xíu nè. Bờ đỡ gói đá hết nha anh em. Con này nặng dao động 10 tấn anh em nha. Khủng khiếp anh em ơi. Đường gần chạy gói đá. Quá khủng khiếp anh em. Mấy ông anh mấy ông đu cho như đoạn con chút xíu đó. Hoành đớ cái này thì ra tầm 1.000 nha anh em. Còn cái chớn này là 800 hoành. Quét khủng anh em. Chỗ điểm này á là nó bị lúa là dạng như bão ngã bị tét ra rồi, là hồi sáng giờ là anh em là mài đục đéo dẫm đâu lại hết rồi là mình mấy luôn đó. Cái viên đá này dao động này có 6-7 tấn nha anh em. Con đá này đá đã cao gần 2 mét. Đứng cách xe 4-5 mét mới quay hết được tổng thể cây cho anh em xem. Rút đỉnh luôn. Khủng khiếp anh em ơi, khủng khiếp. Anh em nào thiện chí thì alo nha, chào anh em.